lý do mà mình sẽ không mua chiếc màn hình Samsung OLED G9, G95 SE này. Samsung Odyssey OLED G9, G95 SE có thể nói là một chiếc màn hình vượt ngoài sức mong đợi. Top 1. Dễ bị ảo tưởng mình là phi hành gia đang vi vu ngoài vũ trụ, tại vì chiếc màn hình này có thiết kế theo vibe spaceship hiện đại, theo hướng kiểu viễn tưởng hoặc là tương lai một chút, với hai tông màu đen bạc chủ đạo. Chắc là phải nhìn ngoài đời thì các bạn mới cảm nhận được là cái màn hình này nó rất sang, nó sang vô cùng luôn ấy. Thật ra thì với các dòng màn hình Odyssey của Samsung, nếu mà các bạn biết trước ấy, thì nó đã luôn mang một cái vibe sang xịn mịn rồi đúng không? Nhưng nhá, cái dòng màn hình này, cái G95 SE này nó là đỉnh cao của cái dòng màn hình Odyssey luôn. Nếu như mà mình có tiền thì mà sở hữu cái màn hình này mà để ở phòng khách hoặc là phòng làm việc của mình nó rộng rộng một chút thì đảm bảo luôn là oai như cóc nhá. Màn hình thì là màn hình 49 inch với độ cong 1800R, không phải là cái kiểu cong chóng mặt như là 1000R hay là 1200R đâu. Khi mà mình ngồi ở bàn mà cách màn hình khoảng tầm 50-60cm thì mình cảm nhận là độ cong của nó rất là vừa phải, nó nhẹ nhàng êm ái thôi, nó không làm kiểu người dùng bị ngợp hay là gì đâu. Viền màn hình của nó thì mình đang thấy đây, nó là viền kim loại, siêu mỏng dí luôn. Nhưng mà hơi tiếc là cái viền đen ở cạnh thì mình lại thấy nó không được mỏng lắm. Nhưng mà nhìn về tổng quan ý, thì không phải là cái kiểu bắt lá tìm sâu như bọn mình, thì cái màn hình 49 inch này khi mà các bạn ngồi nhìn ý, thì kiểu nhiều khi nó còn không để ý đến cái viền đen bên cạnh luôn. Vì đây là một chiếc màn hình vừa to này, nó lại còn dài và còn cong nữa. Thế là đương nhiên để chịu được cái áp lực của cái chiếc màn hình này thì cái chân đế của nó cũng phải thuộc loại kiểu cứng cáp và siêu chắc chắn luôn đúng không? Ở đây thì mình cũng đang thấy là cái phần chân đế của em màn hình này cũng là kiểu thuộc hạng khủng về độ chắc chắn và cứng cáp luôn ấy. Chân đế thì được làm bằng kim loại. Các bạn không cần lo là các mẫu màn hình ultra wide thì phần ngang nó bị dài quá đúng không? Mà nhất là với cái tỷ lệ của em màn hình này là 32:9 thì nó sẽ kiểu bị chung chiêng đúng không? Nhưng mà khi mà chúng mình thử để em nó di chuyển bê lên bê xuống hay là rung lắc trên màn nhiều thì nó vẫn cực kỳ chắc chắn luôn. Thế là các bạn không cần phải lo sợ là nó sẽ nghiêng ngả hay gì đâu. Với chân đế này thì chúng mình hoàn toàn có thể nâng lên, hạ xuống được và điều chỉnh độ nghiêng được ở cái tầm này. Thật ra là theo mình thì cũng chẳng anh em nào mua cái màn hình này về để mà làm màn hình phụ hay là gì đâu mà cần xoay dọc đúng không? Và mặt sau của em nó đây, trông cái màu bạc của nó sang gì đâu ý. Trông đúng kiểu concept phi hành gia vũ trụ luôn. Và ở phần mặt sau thì chúng mình sẽ có phần đèn core lighting, chúng mình có thể điều chỉnh được ở phần cài đặt nhé. Và đèn ở mặt sau này thì sẽ phù hợp với anh em nào mà để màn hình của mình ở gần tường này, hoặc là cái ánh đèn nó phải phản lại, trông nó kiểu ảo diệu đúng theo concept của nó luôn. Phần đèn này thì mình thử thì mình thấy là nó sẽ đẹp nhất khi mà các bạn tắt hết các đèn khác đi. Chứ còn nếu mà có độ sáng bình thường chiếu vào thì mình thấy cái đèn này nó sẽ hơi yếu đấy nhá. Về cổng kết nối thì sẽ có một DisplayPort, một HDMI, một Micro HDMI, 3 cổng Type-C, một USB version và sẽ có cả hai loa 5W ở dưới màn hình nữa nhá. Quá là tiện lợi luôn. Và các bạn cũng sẽ nghe thử cái loa của cái màn hình này nó đặc biệt như thế nào nhá. Tổng quan về phần thiết kế cho một em màn hình mà khiến các bạn ảo tưởng mình là phi hành gia, nó đỉnh của chóp, nó không cần kiểu phải màu mè hay là quá là nhiều chi tiết thật là nhiều để trông cho nó hầm hố đâu. Mà Samsung cho chúng mình một cái thiết kế nó sang xịn mịn, muốn thanh lịch có thanh lịch nhá, muốn gaming có gaming nhá. Để mà tổng kết lại thì chắc chắn là mình phải dành lời khen từ tận đáy lòng cho Samsung vì cái thiết kế của cái em màn hình này luôn. Còn top 2 lý do mà mình sẽ không mua chiếc màn hình Samsung Odyssey G9, G95 SE này, đó là bởi vì thông số và chất lượng hiển thị của nó quá là đã luôn, là mình không muốn thử chiếc màn hình nào nữa cả. Ở đây thì chúng mình có một màn hình kích thước 49 inch cong, tỷ lệ 32:9, độ phân giải Dual QHD 5120x1440, có tích hợp Smart TV này, hệ điều hành Tizen, có tấm nền OLED, tần số quét là 240Hz và thời gian phản hồi là 0.03 mili giây. Và anh em biết cái quan trọng của nó là gì không? Nó là OLED anh em ạ. Và đối với mình ý, thì cái tấm nền OLED nó vẫn là đỉnh cao cho cái công nghệ sản xuất tấm nền tính đến thời điểm hiện tại luôn. Và với OLED thì nó cần rực rỡ, có rực rỡ. Nếu mà anh em muốn ý, thì anh em hoàn toàn có thể cân chỉnh lại cái màu sắc vừa theo ý mình. Tại vì theo mình tìm hiểu ý, thì mỗi người sẽ có một cái tỷ lệ nhìn nhận sắc thái màu khác nhau, nên anh em hoàn toàn có thể chỉnh theo nó cứ vừa mắt mình là được rồi. Đấy, nói tiếp về cái tấm nền OLED nhá,
Ở trên màn hình này thì nó còn được kết hợp với bộ vi xử lý Neo Quantum Pro, mang lại cái màu trắng nó sáng hơn này, màu đen nó cũng sâu hơn. Chính vì thế là nếu mà anh em dùng ý, thì anh em sẽ cảm nhận được là cái độ tương phản của chiếc màn hình này nó thuộc kiểu vô đối luôn. Và MG95 này thì có tỷ lệ là 32:9 nên là có thể chia thành hai màn 16:9. Cái độ phân giải lại còn 2K nữa nên là anh em có thể chơi hai tựa game cùng lúc được luôn ấy. Và nó cũng sẽ phù hợp với cả anh em nào mà làm các công việc liên quan đến livestream này, hay là lúc nào mà chúng mình phải mở nhiều tab thì nó sẽ vô cùng tiện lợi luôn. Và màn hình này sẽ có tích hợp cả Smart TV nữa, nhưng mà mình tin là sẽ ít có anh em nào mà mua chiếc màn hình này về chỉ để coi nó như một chiếc TV thôi, đúng không? Và với chiếc màn hình này sẽ có đi kèm cả một cái remote và cả kho ứng dụng của Samsung nữa. Mua chiếc màn hình này về nhất định là phải chơi game, đúng không anh em? Và thường là sẽ kết nối với PC thì mới có thể hỗ trợ được cái tỷ lệ 32:9. Và riêng với chiếc màn hình 49 inch mà nó cong đẹp như thế này thì nó sẽ chấp tất cả các tựa game AAA này, tựa game đồ họa cao. Nói chung là đã mà ngồi chơi thì không biết giờ giấc, không biết xung quanh như thế nào luôn. Dù là top 3 lý do mà mình sẽ không mua chiếc màn hình này đấy, nhưng mà phải thật lòng là trải nghiệm của mình với em này làm mình choáng ngợp luôn. Bởi vì các thông số về tần số quét này, hay là thời gian phản hồi, rồi đến tấm nền của nó nữa thì đều cho mình cái trải nghiệm chơi game siêu thực luôn. Đang chơi thử em này xong ấy, nếu mà các bạn quay về cái màn hình mà mình đang dùng thì chắc chắn là sẽ bị hẫng mất mấy nhịp. Với cái tốc độ này thì anh em có thể yên tâm với các tựa game mà phải cạnh tranh nhiều với đối thủ, kiểu cạnh tranh từng cái hành động di chuyển nhỏ thôi. Tại thời gian phản hồi của nó là 0.03 mili giây, mà nhiều khi 1/1000 giây thôi cũng đã rất quan trọng cho cái việc làm nên chiến thắng của cả ván đấu rồi, đúng không? Và lý do cuối cùng mà mình sẽ không mua chiếc màn hình này đó là bởi vì mình không đủ tiền mọi người ạ. Bởi vì chi phí cho những trải nghiệm trên là 36.999.000 đồng trên website của Hacom. Và thật sự là nếu như mà mình có tiền ý, thì mình sẽ quất em nó liền luôn mọi người ạ. Và nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà muốn trải nghiệm cái công nghệ tiên tiến và phải chịu chi, chịu đầu tư một chút nhá. Nhưng mà mình đảm bảo rằng nếu như mà các bạn sở hữu em màn hình này thì các bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng đâu. Và như thường lệ, nó có sẵn trên website và các showroom của Hacom trên toàn quốc. Các bạn cần liên hệ với bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.